Đó, đi lung cốc vậy ha. Đấy. À, trời ơi, dáng này vậy là anh dặn là dám tới. À, rồi bánh bé đi. Mỗi lần mình lắc lên mình á, bất ngờ chạy, bất ngờ chạy, như mình đọc vui á. Chịu khó. Đau là cái chân đau lâu chưa? Chân đau nửa đó tới nay. Ở bên đó rồi, được rồi, kệ nó. Trong này ngồi lên. Ở đây là em á là may mắn đó. Đây là anh là như kiểu Úc đè nhưng. Ok. Ô bà ơi. Không chắc đừng tới gì mình đụng em. Rồi xong rồi. Hết thở rồi. Không nghe nói năng gì hết. Bây giờ dỡ chân lên coi sao. Ủa sao gì vậy? Đứng thẳng đi đi. Đâu có sao đâu. Đã ổn nhiều rồi.